động tốt, lao động tốt, đúng không? Ba là đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Bốn là giữ vệ sinh tốt, đúng không? Năm là tập thà dũng cảm. Thì các cháu có làm đúng năm điều đấy không? Xin được đồng nhiệt chào mừng toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý và các em học sinh đã về dự chương trình giao lưu Mẹ đỡ đầu thắp sáng tương lai. Chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân tỉnh và Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức. Chương trình cũng có sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam, Viettel Hưng Yên, công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kỹ thuật Việt Thái tại Hưng Yên, tổng công ty may Hưng Yên, công ty cổ phần may Hưng Long, công ty cổ phần may Việt Ý Hưng Yên, công ty văn phòng phẩm Quốc Khánh, công ty trách nhiệm hữu hạn EZ Fashion, công ty cổ phần Tiên Hưng. Kính thưa quý vị, sinh thời, Bác Hồ luôn dành tình cảm đặc biệt cho các cháu thiếu niên nhi đồng và thấm nhuần lời dạy của Bác hướng đến Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 là dịp để chúng ta cùng quan tâm và chăm sóc nhiều hơn cho thế hệ tương lai của đất nước, nhất là những trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung sức đồng lòng phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã triển khai phát động chương trình Mẹ đỡ đầu từ đầu năm 2022. Tại tỉnh Hưng Yên, sau hơn một năm thực hiện, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực và có sức lan tỏa sâu rộng trong cả cộng đồng xã hội. Chương trình giao lưu Mẹ đỡ đầu thắp sáng tương lai được tổ chức ngày hôm nay nhằm đánh giá lại hành trình hơn một năm thực hiện tại tỉnh Hưng Yên, đồng thời tiếp tục kết nối với các đơn vị nhà hảo tâm để thắp sáng tương lai cho những trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kính thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về hành trình kết nối và lan tỏa của mô hình Mẹ đỡ đầu tại tỉnh Hưng Yên trong hơn một năm qua, ngay sau đây trân trọng kính mời toàn thể các quý vị cùng hướng lên phía màn hình để cùng theo dõi một phóng sự. Hôm nay, bà Nguyễn Thị Đông, giám đốc công ty cổ phần Hoa Lan, đến thăm cháu Đặng Thùy Dương ở thôn Cầu, xã Vĩnh Cúc, huyện Văn Giang, được bà đỡ đầu từ năm 2022. 11 tuổi, Thùy Dương mất mẹ đã 8 năm. Cháu và anh trai hiện sống cùng bà nội gần 70 tuổi với đồng lương công nhân ít ỏi cùng người bố, thường xuyên đau yếu bệnh tật. Ngoài hỗ trợ 500.000 đồng một tháng, những món quà nhỏ thể hiện sự quan tâm ân cần, trìu mến và tấm lòng của người nhận đỡ đầu. Tôi cũng muốn làm sao là để giúp đỡ cho các cháu nhiều nhất, để các cháu có tạo điều kiện các cháu học hành. Mình năm nay 76 tuổi rồi mà vẫn làm được những việc mà để hỗ trợ cho được những người khác, nhất là các cháu hoặc những người nghèo, thì tôi thấy là mình là có ích cho xã hội. Bà có hảo tâm thì tôi cũng cảm ơn bà rồi nè, đã nhìn đến cháu, đỡ đầu cháu. Em Nguyễn Anh Hoàng ở thôn Khả Duy, xã Đàn Đào, huyện Phù Cử, mất mẹ từ khi mới 1 tuổi. Không người thân thích, 15 năm nay, em sống với người bà chính là mẹ nuôi của mẹ em, một phụ nữ đơn thân đã ngoài 60 tuổi. Hai mảnh đời bất hạnh nương tựa vào nhau. Ngôi nhà nhỏ bé này chỉ trở nên vui tươi, rạng rỡ hơn khi Hoàng có được người mẹ thứ hai đỡ đầu, đó chính là chị Doãn Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên. Cháu thì mất mẹ, thế xong bây giờ cô đứng đỡ đầu cho cháu để cô động viên cho cháu ăn học. Từ đấy thì cháu nó tự tin hơn và cháu nó học hành, nó đỡ, nó nghĩ hơn. Từ khi mẹ Nguyệt đỡ đầu thì cháu cảm thấy đã bù đắp được tình cảm mình thiếu thốn trong khoảng thời gian trước đó. Con rất cảm ơn mẹ Nguyệt vì đã làm mẹ đỡ đầu con ạ. Mạnh dạn, con người mình tự tin. Đây chỉ là hai trong số hàng trăm trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được nhận đỡ đầu từ các tổ chức cá nhân có tấm lòng thơm thảo. Ngoài những người mẹ cá nhân, có
còn có những mẹ đỡ đầu tập thể như Ban chấp hành Hội Phụ Nữ xã Văn Giàu Nam, huyện Phù Cử, đỡ đầu cho cháu Mai Quốc Ánh, Hội Phụ Nữ xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, đỡ đầu cho cháu Nguyễn Trường Giang là các trường hợp mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hội Phụ Nữ Công an, Quân đội, huyện Văn Lâm đỡ đầu cho cháu Đỗ Gia Bảo, 14 tuổi, mồ côi mẹ, bố tật nguyền ở xã Đình Dù. Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có trên 3.200 trẻ mồ côi. Thực hiện hướng dẫn của Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên thực hiện kế hoạch triển khai chương trình mẹ đỡ đầu trong giai đoạn 2022-2026 với mục tiêu tất cả các trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn sẽ được đỡ đầu với số tiền tối thiểu 500.000 đồng một tháng. Chỉ sau hơn một năm triển khai đã có 564 em, trong đó có 4 trẻ mồ côi do Covid-19 với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng cùng nhiều quà tặng, sách vở, đồ dùng sinh hoạt. Một số cháu được nhận đỡ đầu đến 18 tuổi. Chương trình đã chạm đến trái tim của nhiều nhà hảo tâm và có những tập thể cá nhân nhận đỡ đầu cho nhiều cháu. Việc mà bảo trợ các trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố có ý nghĩa rất là lớn trong cái việc mà thực hiện tốt cái chính sách an sinh xã hội. Ngoài cái việc ổn định về vật chất cho các em để đảm bảo cuộc sống cho các em mồ côi sẽ góp phần tạo được cái sự ổn định ngay tại cơ sở. Trong quá trình thực hiện cũng xuất hiện một số cách làm hay, hiệu quả như chi hội phụ nữ thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu định kỳ hàng tháng thu gom phế liệu, bán lấy tiền hỗ trợ cho một số cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. Một số đơn vị đã kết nối được các đồng chí lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị với trẻ em mồ côi. Văn Lâm là có được sự quan tâm ủng hộ của các đồng chí thường trực huyện ủy, cả ba đồng chí thường trực huyện ủy cũng đã nhận đỡ đầu cho 5 cháu. Sau đó là cũng có cái sự lan tỏa đến các tổ chức và các cá nhân khác. Để đảm bảo hoạt động của chương trình mẹ đỡ đầu được theo dõi đầy đủ cũng như khẳng định sự cam kết của mẹ đỡ đầu với các con, Hội Phụ Nữ các cấp đã thiết lập hồ sơ kết nối cho mỗi cặp mẹ con. Theo đó, Hội Phụ Nữ giữ vai trò kết nối, giữ thông tin liên lạc giữa mẹ và con trong quá trình đỡ đầu, giám sát việc thực hiện hỗ trợ đảm bảo khách quan, minh bạch, tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận các nguồn lực một cách tốt nhất. Không chỉ đơn thuần hỗ trợ tiền, vật chất cho các em, sau khi kết nối có nhiều mẹ đỡ đầu thường xuyên quan tâm, thăm hỏi và động viên, tặng quà cho các con nhân dịp ngày lễ, khai giảng năm học mới, hướng dẫn các con làm các công việc hàng ngày, dạy bảo các con những điều hay, lẽ phải, cách ứng xử trong cuộc sống, nhất là ý chí tự lập vươn lên vượt qua hoàn cảnh. Khi nhận được sự đỡ đầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, cháu thấy cuộc sống của cháu tốt hơn, cháu thấy tự tin hơn trong cuộc sống. Ngoài cái việc mà trực tiếp nhận đỡ đầu ra, thì những cái cháu mà được doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu rồi, thì chúng tôi còn huy động tất cả chị em là phải đến tất cả các cái gia đình các cháu để động viên các cháu, để cho các cháu học tập. Thì tôi thấy rằng là qua rà soát ấy, thì kết quả học tập của các cháu cũng được nâng lên. Thế và đặc biệt là các cháu tự tin hơn. Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, Mẹ Đỡ Đầu là chương trình mang ý nghĩa nhân văn đã và đang lan tỏa những thông điệp của tinh thần tương thân tương ái, phẩm chất nhân hậu bao dung của người phụ nữ Việt Nam. Đây là nơi mà tình mẫu tử thiêng liêng lên tiếng. Mỗi một cuộc đời bất hạnh được đỡ đầu là một tương lai tươi sáng được rộng mở. Vâng, kính thưa quý vị, để hiểu rõ hơn trong phóng sự vừa rồi, ngay bây giờ thì trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng tham gia giao lưu với các vị khách mời của chúng tôi trên sân khấu. Chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu đến tham dự chương trình giao lưu ngày hôm nay là có bà Phạm Thị Phương Hoa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Hưng Yên, Công ty Cổ phần, Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Hưng Yên ạ. Vâng, và ngồi kế bên bà Hoa đó là bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, đại diện cho gia đình có trẻ được đỡ đầu ạ. Và ngồi bên cạnh Phương Lan đây đó là em Nguyễn Anh Hoàng, là cháu của bà Lan, người được nhận đỡ đầu ạ. Vâng, thay mặt cho chương trình rất là cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham dự chương trình giao lưu ngày hôm nay. Và có lẽ câu hỏi đầu tiên xin được dành gửi tới bà Lan. Thưa bà có thể chia sẻ với quý vị đại biểu về hoàn cảnh của gia đình mình trước khi mà bé anh Hoàng được nhận đỡ đầu ạ. Tôi xin cảm ơn các bác, các anh, các chị đã ủng hộ giúp đỡ bà cháu tôi
vì điều kiện. Vâng, bà Lan xúc động quá. Và có lẽ cũng là lần đầu tiên khi mà ngồi trên sân khấu với nhiều các quý vị đại biểu như thế này đúng không ạ? Trước đây hoàn cảnh gia đình cô Nguyệt chưa đỡ đầu cháu thì cháu học tập không tự tin lắm. Bây giờ cô Nguyệt đỡ đầu là mẹ đỡ đầu thứ hai của cháu thì cháu học rất tự tin và rất phấn chấn ạ. Cuộc sống của hai bà con bây giờ nó cũng đỡ hơn ngày xưa. Vâng, có lẽ là chúng ta cũng có thể chia sẻ và cảm thông với bà Lan. Rất là xúc động khi mà có thể nói lên được tất cả những tấm lòng của mình. Một câu hỏi dành cho Hoàng nhé. Em thấy thế nào khi mà mình lại có thêm được người mẹ thứ hai? Cảm xúc của em lúc đấy nó rất là xáo trộn. Nó vừa có tính bất ngờ và nó cũng có tính xúc động vì mình Nguyễn đã đỡ đầu. Con cảm thấy đã bù đắp được cái tình cảm mà trước đây mình vẫn chưa có. Rất là thiệt thòi cho bé Hoàng của chúng ta là đã không có những cái hình ảnh về người mẹ đã sinh ra mình. Tuy nhiên thì hiện giờ đây bạn đã có được sự hỗ trợ, sự chở che cũng như là tấm lòng nhân hậu của những người mẹ thứ hai dành cho em. Mong cho Hoàng cũng như là hai bà cháu sẽ vững bước trên những chặng đường tiếp theo. Thưa bà Hoa, bà có thể cho biết là trong thời gian qua cá nhân bà cũng như là Tổng công ty May Hưng Yên thì đã có những cái hoạt động như thế nào để hưởng ứng phong trào mẹ đỡ đầu ạ? Tổng công ty May Hưng Yên chúng tôi cũng nhận thấy rằng chương trình mẹ đỡ đầu là một chương trình nhân văn giúp cho các cháu để các cháu vượt qua khó khăn. Và chính như vậy thì mặc dù là Tổng công ty May Hưng Yên chúng tôi thì đã thực hiện cái chương trình giúp đỡ cho các trẻ gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh là cách đây trên 15 cho đến bây giờ. Thì Tổng Tim Anh Yên chúng tôi đã vừa giúp đỡ các cháu có điều kiện hoàn cảnh khanh cũng như là các cháu trẻ mồ côi là 200 cháu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Vâng, vậy thì bà có thể cho biết là thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu của cá nhân bà cũng như là của Tổng công ty May Hưng Yên thì nó có gì khác so với các chương trình thiện nguyện mà tổng công ty của mình đã thực hiện trong suốt thời gian qua? Chương trình mẹ đỡ đầu thì là một cái chương trình an sinh xã hội và là nhân văn dài hạn và cũng là một chương trình góp phần vào sự trồng người mà như Bác Hồ, Đảng, Nhà nước luôn và rất quan tâm. Chính vì như vậy thì Tổng ty May Hưng Yên chúng tôi đã góp một phần nhỏ để giúp đỡ các cháu, để các cháu bớt đi cái sự khó khăn và để các cháu vui hơn, các cháu tiếp tục học rèn luyện, phấn đấu để trở thành những người công dân tốt, người có ý chí, người có lý tưởng, người có ích trong xã hội. Và chúng tôi rất mong muốn rằng các cháu hiểu được với xã hội này, đất nước này và đặc biệt là quê hương của các cháu luôn không để lại các cháu nọt lại phía sau. Trong thời gian tới, Tổng công ty May của mình có kế hoạch triển khai tiếp tục chương trình mẹ đỡ đầu này như thế nào ạ? Trong cái dịp phát động đợt này thì chúng tôi tiếp tục là giúp đỡ cho 5 cháu ạ. Thế và tiếp tục tiếp nữa thì với Tổng công ty May Yên chúng tôi thì tôi nghĩ rằng là với cán bộ công nhân viên của Tổng công ty May Yên cũng đang quyết tâm phấn đấu để trong sản xuất kinh doanh và đặc biệt là cái hiệu quả cao hơn để có những cái nguồn quỹ và thực hiện tiếp tục thực hiện các cái chương trình thiện nguyện và đặc biệt là cái chương trình đỡ đầu cho các cháu mồ côi. Vâng, như vậy chúng ta có thể thấy là Tổng công ty May Hưng Yên cũng đã có những kế hoạch dài hơi hơn tiếp tục trong cái chương trình triển khai và hưởng ứng chương trình mẹ đỡ đầu thắp sáng tương lai cho các em. Và đây cũng chính là mục đích ý nghĩa của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng muốn lan tỏa cái tinh thần yêu thương, tinh thần nhân ái đến tất cả quý vị có trong trường quay ngày hôm nay cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình. Một lần nữa xin rất là cảm ơn bà Hoa cũng như là hai bà cháu đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, và để đánh giá về hiệu quả cũng như là sức lan tỏa của chương trình, cũng như tìm hiểu về những cách làm hay và những định hướng của chương trình Mẹ Đỡ Đầu trong thời gian tới. Và ngay bây giờ chương trình tiếp tục xin mời lên sân khấu các quý vị đại biểu sẽ tham gia chương trình giao lưu ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu bà Hà Thị Thu Thanh, Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tư vấn và Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
Xin được trân trọng kính mời bà Doãn Thị Nguyệt, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ lên sân khấu tham gia chương trình giao lưu ạ. Thay mặt những người làm chương trình, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham dự ở chương trình ngày hôm nay. Và có lẽ câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin dành tới bà Thanh ạ. Vâng, được biết cá nhân bà Thanh cũng như là công ty tư vấn và kiểm toán Deloitte Việt Nam và Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam thì cũng đã phối hợp thực hiện đỡ đầu cho nhiều trẻ mồ côi ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Vậy thì xin bà có thể cho biết là chương trình Mẹ Đỡ Đầu được thực hiện tại Hưng Yên như thế nào ạ? Ngay khi phát động cái phong trào Mẹ Đỡ Đầu thì Deloitte thành lập ra quỹ Thắp Sáng Niềm Tin, và chúng tôi dành cho Hưng Yên cộng với 6 tỉnh nữa miền núi Trung Du và tận Cà Mau, thì chúng tôi hướng tới cái đối tượng là các con mồ côi là ở độ tuổi 15 cho tới 18 tuổi và các con đang ở độ tuổi học cấp 3. Thứ nhất là để các con có thể tiếp tục tốt nghiệp được cấp 3 để có thể bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời bằng cái câu chuyện học đại học hoặc là học nghề, mà ở đó quỹ học bổng Thắp Sáng Tương Lai sẽ tiếp tục là một cái lực đỡ ở phía trước để các con có nhận được thêm. Cái thứ hai nữa là các con thì ở độ tuổi đã mồ côi nhưng mà đang ở độ tuổi hình thành rất là nhiều những cái thay đổi của độ tuổi từ thiếu niên sang thanh niên, cho nên cái việc đỡ đầu nó không chỉ là cái số tiền học bổng để trao truyền niềm tin, mà quan trọng là chúng tôi đã có cả một cái chương trình mentor, tức là cái chương trình hỗ trợ về cả tư vấn tâm lý để cho các con có thể được là nhận được nhiều cái sự chia sẻ tốt hơn về tình cảm, nhận được cái định hướng tốt hơn để chuẩn bị lựa chọn những cái trường cao đẳng, học nghề hay là trường đại học. Vâng, rất là sâu sắc đúng không ạ? Trao cho các con không chỉ là về mật chất mà quan trọng đó là luôn ủng hộ đồng hành với các con về mặt tinh thần. Chúng ta đã có hơn 500 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu. Và làm như thế nào mà Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã vận động được nhiều các đơn vị, các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân cùng tham gia chương trình như vậy ạ? Thưa bà Nguyệt. Thưa quý vị, tiếp nhận cái sự chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về chương trình Mẹ Đỡ Đầu thì chúng tôi cũng báo cáo các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cũng được các đồng chí cũng rất là quan tâm và chỉ đạo triển khai. Sau đó thì cán bộ hội các cấp chúng tôi sẽ thực hiện cái việc rà soát, phối hợp các ngành chức năng để rà soát số lượng trẻ em mồ côi trên địa bàn toàn tỉnh. Thì sau khi rà soát thì đánh giá cái thực trạng mà trẻ em mồ côi hiện nay đang sinh sống tại các gia đình như thế nào, và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Trong toàn tỉnh có trên 1.000 cháu là có hoàn cảnh rất là khó khăn mà cần các cấp, các ngành và mọi người, cộng đồng cùng chung tay giúp sức. Từ đó thì chúng tôi xây dựng một cái kế hoạch thực hiện giai đoạn dài hơi, giai đoạn 2022 và 2026. Sau đó thì trên cơ sở cái kế hoạch đề ra thì chúng tôi đưa cái mục tiêu ban đầu cũng rất là rụt rè. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2026 là sẽ đạt ít nhất 80% trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh sẽ được các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu. Vì là lúc đầu khi triển khai chương trình này thì có thể là giúp trẻ em về tinh thần, thế rồi hỗ trợ các con việc nhà, rồi định hướng tương lai cho các con, thế phối hợp với gia đình để giáo dục thể chất, trí tuệ cho các con cùng với các trường học nữa, thì phụ nữ có thể là kết nối và trực tiếp làm được việc đó. Nhưng chúng tôi rất là băn khoăn khi mà thực hiện chương trình này về nguồn lực. Khi mà nguồn lực lúc đầu thì chị em cũng bàn là ôi giờ nguồn lực tìm ở đâu ra bây giờ một cái số nguồn lực, bởi vì là các con khó khăn này thì không những là thiếu thốn về tinh thần đâu, về sự thiếu thốn về cái tình cảm của người cha người mẹ, nhưng các con lại thiếu thốn cả về vật chất nữa. Từ đó thì chúng tôi cũng huy động và vận động chị em, động viên chị em phụ nữ là thôi mình phải làm trước thôi, bây giờ thì phải tự thân, tức là mình phải tự thân mình, tức là từ tổ chức hội, từ những cái việc mà quyên góp, từ những cái mô hình của mình, thì trước hết là về tổ chức hội và cán bộ hội chúng ta phải gương mẫu. Từ đó thì mới lan tỏa được, nếu chúng ta chưa làm thì chưa thể lan tỏa được đến cộng đồng. Thế chính vì vậy mà sau hơn một năm triển khai thì tổng số mà trẻ em được nhận đỡ đầu đến nay là 564 cháu. Đây là một con số mà chúng tôi cũng rất là bất ngờ, đạt khoảng 40%. Thế thì cái mục tiêu mà chúng tôi đặt ra là 80% đến năm 2026, có lẽ là chúng tôi phải điều chỉnh lại. Bởi vì là với cái số lượng
mà các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu các con đến thời điểm hiện nay thì có lẽ đến năm 2026 mục tiêu của chúng tôi đề ra thì sẽ đạt 100%. Trong thời gian tới, kế hoạch cụ thể của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mình triển khai tiếp tục chương trình mẹ đỡ đầu như thế nào ạ? Dạ. Trong cái thời gian tới, giai đoạn tới thì chúng tôi đã tin tưởng là nguồn lực thì có các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành rồi. Thì chúng tôi sẽ hướng tới cán bộ hội, đội ngũ cán bộ hội thì bây giờ phải tập trung vào việc cùng với gia đình để giáo dục các con. Các con ở đây thì lại thiếu đi người cha, người mẹ. Thế thì cũng có con thì sống với bà. Thế cũng có con thì sống với cô, dì, chú, bác, cũng nhiều hoàn cảnh lắm. Thì chúng tôi cũng định hướng là cán bộ hội chúng tôi sẽ tiếp tục. Thứ nhất là mình phải phát huy vai trò nòng cốt của mình đã. Trong cái việc giáo dục, rèn luyện, để phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội, tiếp tục sẽ tìm và trình được những cái chương trình và những cái chính sách liên quan đến trẻ em mồ côi. Và bây giờ thì chúng tôi cũng rất là mong muốn quý vị đại biểu có muốn chia sẻ cũng như là giao lưu với các vị khách mời của chúng tôi không ạ? Các quý vị đại biểu có ai có ý kiến gì không ạ? À rồi, mời con. Con xin phép được hỏi bác Hà Thị Thu Thanh ạ. Là thời gian vừa qua thì bác đã phối hợp và thực hiện đỡ đầu cho rất nhiều trẻ em mồ côi ở tỉnh Hưng Yên. Và bác cũng đã dành rất nhiều tình cảm đối với những mảnh đời thiếu may mắn. Và con muốn hỏi bác là điều gì đã động lực để thôi thúc bác làm những việc ý nghĩa và nhân văn đó ạ? Rất là cảm ơn. Con tên là gì? Con tên là Ánh ạ. Con học lớp mấy? Con năm nay con đang học lớp 12 ạ. Ôi tuyệt vời quá. Một chút nữa thì con sẽ gặp cô Huyền, giám đốc về CSA của Deloitte, để con sẽ tham gia ngay lập tức vào nhóm tư vấn mùa thi mà Deloitte hỗ trợ cho các bạn học lớp 12 của tỉnh Hưng Yên. Và rất hy vọng là con sẽ thi đậu và sẽ đủ điều kiện để tiếp tục tham gia vào quỹ học bổng thắp sáng tương lai khi con vào trường đại học. Hoặc là học ở các cái nhóm khối trường cao đẳng khác. Rất là cảm ơn con. Cái động lực để mỗi người mà tham gia vào các cái chương trình thiện nguyện, đặc biệt là đối với phụ nữ và nữ doanh nhân, thì nó đều xuất phát từ tấm lòng của người mẹ. Nó xuất phát từ trái tim của một người phụ nữ sinh ra vốn là để yêu thương. Cái thứ hai nữa là khi mà đối với lại một cái tổ chức như Hội Nữ Doanh Nhân, ở đó chúng tôi cũng luôn luôn có một cái phong trào. Chúng tôi đã làm nó trong rất nhiều năm rồi. Và chỉ khi nó được gọi tên nhiều giá trị hơn là mẹ đỡ đầu thì chúng tôi đưa nó thêm vào cái chương trình đó. Cái tấm lòng của người mẹ nó được nhiều hơn. Và người mẹ thì luôn luôn là bao dung, là yêu thương, là mong muốn mọi điều tốt đẹp cho tất cả các con. Và cái động lực thì nó đến từ bản tính giới này. Động lực nó đến từ cái cả giá trị truyền thống mà Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nữ Doanh nhân và những người phụ nữ chúng tôi cũng muốn làm. Và mong muốn trao truyền một niềm tin vào sự tử tế để các con có thể tự tin hơn. Và bác rất tin là bác chỉ nói thay lời và chưa đủ hết lời của các cô, các mẹ đang có mặt ở đây. Rất là mong các con đón nhận cái tình cảm đó thực sự như là của một người mẹ đỡ đầu. Mà ở đó các con có thể tin cậy, các con có thể nỗ lực và các con có thể là phấn đấu nhiều hơn và tự tin ra ngoài xã hội. Cảm ơn con. Vâng. Đó là tất cả những gì đại diện của Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam cũng đã chia sẻ với chúng ta, xuất phát từ đâu mà chúng ta thực hiện những nghĩa cử cao đẹp như thế, từ trái tim của những người mẹ. Vâng, một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm thực hiện chương trình Mẹ Đỡ Đầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thì đã có 564 trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng gặp gỡ với một số cặp mẹ con đã bén duyên với nhau và đã đem lại hạnh phúc cho nhau trong thời gian qua, để thấy rằng tình mẫu tử, sự yêu thương sẽ thắp sáng tương lai cho trẻ em, nhất là với các trẻ mồ côi. Ngôi nhà nhỏ ở thôn Bãi Sệ Ba, xã Tân Dân, huyện Quái Châu này gần chục năm nay chỉ có hai anh em cháu Vũ Thị Hằng đi về. Bố mẹ mất sớm, hai anh em nương tựa vào nhau với số tiền bảo trợ xã hội ít ỏi hàng tháng. Tuy nhiên, hai anh em vẫn quyết tâm vượt qua hoàn cảnh để vươn lên trong học tập và cuộc sống. Anh trai đang là sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, còn Hằng cũng chuẩn bị thi lên lớp 10. Biết được hoàn cảnh và nghị lực này, bà Hoàng Thị Yến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Doãn ở huyện Quái Châu đã nhận đỡ đầu cho em Hằng từ năm 2022 với số tiền 500.000 đồng một tháng. Nào,
học hành thế nào? Vẫn bình thường ạ. Học có tốt không? Cũng được ạ. Thôi con cứ cố gắng, quyết tâm học nhé. Mọi cái như thế nào mà có cần gì giúp đỡ thì cứ gọi điện. Bố mất năm 2018, năm 2019, mẹ bỏ đi không rõ tung tích. Hiện em Nguyễn Thị Huệ, học sinh trường trung học cơ sở chỉ đạo huyện Văn Lâm, ở với bà nội 88 tuổi, thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm lên lớp 6, Huệ từng có ý định bỏ học. Biết được hoàn cảnh này, tập thể hội viên chi hội phụ nữ trường trung học cơ sở chỉ đạo, đứng đầu là cô Trịnh Thu Phong, hiệu trưởng nhà trường, đã động viên và chung tay đỡ đầu để Huệ có thể tiếp tục được đến trường. Trước đây thì cháu cũng có ý định nghỉ học. Cô động viên là hoàn cảnh càng khó khăn thì mình là phải vươn lên, thì cháu cũng thấy nó cũng đúng nên cháu vẫn tiếp tục đi học. Con được 9 điểm môn toán đây cô. Tốt quá nhỉ, được tiến bộ, cố gắng nhiều hơn nữa nha. Mẹ mất lúc 2 tuổi, bố mất lúc 4 tuổi. Em Phạm Thị Thiên Hưởng, học sinh lớp 4C, trường tiểu học Quang Hương, huyện Phù Cử, đang ở với ông bà đã ngoài 80 tuổi và thường xuyên đau yếu. Thấu hiểu hoàn cảnh này, Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Hưng Yên đã nhận đỡ đầu cho em Hưởng. Ngoài kết nối để mỗi tháng em được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng, các nữ chiến sĩ công an hàng tháng đều đến động viên, thăm hỏi tặng quà, thiết bị thuộc chương trình máy tính cho em. Chính mẹ Sang, mẹ Bốn cùng những mẹ khác đã giúp Hưởng từ cô bé nhút nhát trở nên hồn nhiên và vui tươi hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu trò chuyện nhiều hơn với các cặp mẹ con ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa mẹ Yến, mẹ có thể cho biết được là mẹ ấn tượng với cả bé Hằng đầu tiên đó là gì ạ? Cái ngày Tết vừa rồi thì cuối năm thì chúng tôi cũng muốn là tổng kết một cái năm mà để gặp được các con. Tại vì tôi thì cũng thưa với cả quý vị là tôi cũng có 8 đứa cháu, các cháu học lớp 11, 12, lớp 10 rồi. Cũng đồng hành cùng với cả các em này. Nhưng mà thật sự là tôi cũng muốn là cho các cháu đến giao lưu cùng với cả các con cháu tôi để như một gia đình. Và đến khi ngày Tết thì tôi cũng cho các cháu ra trung tâm thương mại, mua quần áo cho các cháu, mua giày dép cho các cháu. Các cháu thích cái gì tôi mua cho các cháu. Và tôi cũng muốn là có một những món quà động viên tinh thần các cháu ngày Tết. Đưa các cháu về cùng với gia đình nhà tôi, cùng với con cháu tôi, ăn uống cơm nước, cho các cháu gọi là quây quần thành một gia đình. Thì thật sự là, thưa tất cả các quý vị, cái hôm ấy rất là cảm động. Khi các cháu về đến nhà tôi thì thật lòng là các cháu rất là tủi thân. Các cháu khóc rất là nhiều. Trong lòng tôi thấy nó trào dâng mà thấy nó có một cái tình thương, nó cảm giác như là mình là một người bà, một người mẹ. Mong muốn làm sao bù đắp được cho các con, để cho các con vơi đi một cái phần nào mà đang thiếu thốn. Và lúc đấy thì quả thật là các cháu của tôi cũng xông đi vào và ôm chặt lấy các cháu. Tức là cũng động viên là các em đừng khóc. Ở đây gần với các chị. Các chị có cái gì thì các chị sẽ cùng đồng hành với các em. Các em cần gì các em cứ gọi bà, gọi mẹ, gọi các chị. Các chị sẽ hỗ trợ. Cái đấy là một trong những cái mà tôi cảm thấy là một trong những thứ mà nó rất là thiêng liêng. Bởi vì các cháu đang thiếu thốn tình cảm quá nhiều. Mà khi được về mình nâng niu các cháu, tâm tư tình cảm của các cháu nó ùa về, nó cảm thấy nó có một cái gì nó rất là tủi thân. Cho nên cái đấy là, thưa quý vị, là cái đấy là cái ấn tượng nhất đối với tôi cùng với các cháu. Bạn Hằng năm nay đã học lớp 9 rồi phải không con? Ừ. Vậy thì cảm nhận của con như thế nào khi mà mình có thêm người mẹ, người bà luôn luôn săn sóc, chăm lo cho mình? Dạ thưa cô, bố con mất năm con lên 6 tuổi, mẹ con mất năm con lên 8 tuổi. Nhiều cái năm qua hai anh em con sống nương tựa vào nhau. Cuộc sống của chúng con gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, thiếu cả sự tình yêu thương và chăm sóc. Nhiều lúc con cũng buồn, con tủi thân, con suy nghĩ tiêu cực và chán nản.
Nhưng từ khi có các mẹ thì con có thêm tình yêu thương và sự quan tâm, chia sẻ, xoa dịu nỗi đau và có thêm điểm tựa. Thì con cảm thấy an tâm để học tập và có động lực để vượt qua hoàn cảnh này. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với mẹ Phong và bé Huệ. Rồi, thưa quý vị, nếu như mà không có các mẹ là các cô giáo thì có lẽ là ngày hôm nay bạn Huệ của chúng ta cũng không có mặt ở đây đâu. Và con đã quyết định là bỏ học rồi. Huệ con thấy thế nào? Sau rất là nhiều năm và bây giờ thì mình lại có thêm một người mẹ. Con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà mình có một người mẹ. Con cảm thấy mẹ cho con tình yêu thương, sự quan tâm. Và mẹ cũng luôn tìm mọi nguồn hỗ trợ để giúp đỡ cho con. Thưa mẹ Phong. Ở lứa tuổi của các con, có nhiều chuyện các con cũng chưa thể hiểu hết được, cũng như là có những thay đổi thất thường trong tâm sinh lý của các con. Vậy thì khi đó thì các mẹ làm như thế nào? Đối với em Huệ và nhất là những em đang ở lứa tuổi già trẻ con, non người lớn, chúng tôi là những người làm giáo dục, cho nên chúng tôi áp dụng những cái biện pháp tâm lý của giáo dục để tiếp cận các con, tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân, phân tích, thấu hiểu, sẻ chia, yêu thương nhiều hơn và đồng hành cùng các con để các con hiểu được việc nào đúng nên làm và việc nào không nên làm, cũng như là có ý chí khát vọng vươn lên trong cuộc sống, vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục thực hiện quyền lợi học tập của mình. Và đối với làm giáo dục thì đó là yêu thương, đó là xuất phát từ tấm lòng của người thầy. Vâng ạ. Vâng, vậy thì hiện tại bây giờ thì mẹ Phong cảm thấy sự thay đổi của bạn Huệ như thế nào rồi? Dạ, vâng, thưa quý vị. Sau khi được tập thể của các thầy cô giáo đỡ đầu quan tâm đến con, thì con thứ nhất là không còn lo lắng về việc không được đến trường. Thứ hai, con cố gắng vươn lên trong học tập và học tập rất tiến bộ. Thứ ba là con hòa đồng với các bạn, tự tin hơn, sẻ chia với các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với mẹ Sang ạ, đại diện cho Hội Phụ Nữ Công An Tỉnh. Trong suốt cái chặng đường mà đồng hành với con thì mẹ Sang cũng như là các mẹ của Hội Phụ Nữ Công An Tỉnh có những kỷ niệm nào mà cảm thấy rằng là mình khó quên nhất? Về những cái kỷ niệm khi mà tôi cùng đồng đội và các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu đối với cháu Thiên Hưởng, gắn liền với cái chương trình Sóng và Máy Tính cho Em. Khi chúng tôi trao tặng cho con cái SIM 4G và cái điện thoại smartphone thì con đã rất là nhiều lần đã gọi điện, có khi thì bằng Zalo, cũng có khi thì bằng Zalo video, và cũng có những lúc thì vào những buổi giờ hành chính và có những hôm thì vào cả những khuya muộn. Và sau khi nói chuyện được một chút thì tôi cũng đã hiểu được rằng là con không có cái việc gì gấp gáp hay là đột xuất cả, mà chỉ là con muốn nói chuyện với mình thôi. Qua những cái lần con cũng trò chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại như thế thì tôi cũng thấu hiểu được rằng con cũng đang rất là thèm muốn cái tình cảm, cũng như là muốn cái sự yêu thương chia sẻ của chúng tôi. Chính vì vậy mà tôi cũng thấy được rằng là mình cần có nhiều những cái sự yêu thương hơn, chúng tôi cần có nhiều những sự sẻ chia. Hàng tháng chúng tôi thường xuyên cố gắng trực tiếp, không thì tôi cũng ủy quyền cho Hội Phụ Nữ Công an huyện cùng với cả các chị của Hội Liên hiệp Phụ Nữ huyện và Phụ Nữ xã, Công an xã đến để động viên thăm hỏi về cháu. Vậy thì các con ngày hôm nay được gặp gỡ với các mẹ và rất nhiều các quý vị đại biểu, thì các con có muốn nói điều gì đó tri ân tới các mẹ của mình hay không? Dạ, cháu cảm thấy rất hạnh phúc vì đã có một người mẹ như cô Sang. Vâng, rất là ngắn gọn thôi. Rất là hạnh phúc vì được có những người mẹ. Tất cả nó đều nằm trong ở một cái từ rất ngắn gọn như thế thôi. Điều đó cho thấy là con rất là trân trọng những gì mà các mẹ đã làm cho con trong suốt thời gian qua. Vậy thì con hứa với các mẹ thế nào? Con hứa sẽ luôn học giỏi và rèn luyện thật tốt để sau này trở thành con ngoan, trở giỏi, có ích cho xã hội. Và con mong các mẹ luôn khỏe mạnh và công tác tốt ạ. Rồi, cảm ơn con rất nhiều. Rồi, còn Huệ thì sao? Con muốn nói là con cảm ơn mẹ vì đã cho con cả về vật chất lẫn tinh thần. Dạ, con muốn nói với mẹ là mẹ là người mẹ thứ hai của con. Mẹ đã giúp đỡ con rất nhiều về mặt vật chất, giúp con bớt thêm phần nào khó khăn trong cuộc sống. Con biết ơn và cảm ơn mẹ rất là nhiều ạ.
Còn chúng tôi chỉ muốn nói một lời trân trọng cảm ơn, trân trọng tri ân tới những người mẹ, tới những người mẹ cụ thể và cả những tổ chức, các đơn vị đã nhận đỡ đầu cho các con trong suốt thời gian qua để các con có một tương lai tươi sáng hơn. Xin được trân trọng cảm ơn các mẹ rất nhiều ạ. Để lan tỏa cảm hứng yêu thương thì chúng tôi rất là mong các quý vị đại biểu chúng ta sẽ cùng giao lưu với các cặp mẹ con của chúng tôi trên sân khấu. Có vị đại biểu nào không ạ? À dạ vâng, mời chị ạ. Trong chương trình ngày hôm nay thì công ty May Hưng Long chúng tôi cũng xin nhận đỡ đầu 13 cháu có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Và tôi tin tưởng rằng với sự thành công của chương trình ngày hôm nay, với sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, các tập thể cá nhân, các nhà hảo tâm và sự cố gắng vươn lên vượt khó của các cháu có hoàn cảnh khó khăn, thì sự nhân ái trong cộng đồng sẽ được lan tỏa. Đó là quyết định ngay trong buổi sáng ngày hôm nay của công ty Hưng Long. Xin được trân trọng cảm ơn công ty rất là nhiều ạ. Và mong rằng tinh thần đó sẽ được lan tỏa tới tất cả quý vị đại biểu, không chỉ trong trường quay này mà còn rất rất nhiều các quý vị đại biểu sẽ cùng chung tay, cùng hỗ trợ sẻ chia với những tấm lòng hảo tâm. Qua cái chương trình này em cảm thấy rất là xúc động. Những tấm lòng trước những tấm lòng cao cả của các bà, các mẹ. Thì hội phụ nữ cơ sở ở chi nhánh VTN Hưng Yên, năm tiếp theo này bọn em sẽ nhận 5 cháu để sẽ chăm sóc và giúp đỡ các cháu. Xin rất cảm ơn Viettel Hưng Yên. Tôi đã bỏ 150 triệu để tôi mua cái khóa học bách khoa toàn thư và tôi sẽ làm việc với tất cả các chị để tôi tặng cho các cái cháu. Đấy có 564 người thì tôi không tặng được hết nhưng mà tôi cũng sẽ cố gắng tặng. Đầu tiên là tôi sẽ tặng cho các cháu từ cấp 2 trở lên đã. Và chúng ta sẽ tiếp tục hành trình này. Khi sau chương trình kết thúc thì mong rằng chương trình của chúng ta sẽ nối dài mãi để nhiều hơn nữa những trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ chở che trong suốt quãng đường đời của mình. Mời các mẹ và các con chúng ta cùng trở về chương trình để tiếp tục theo dõi chương trình ạ. Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao, hãy sống như biến chào, như biến chào để thấy bờ bên rộng, hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là gió là mây để thấy trời bao la, và sao không là phù sa dâng mỡ màu cho hoa, sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư, và sao không là bão là giông lánh lửa đêm đông, và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung, sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Vâng, thưa quý vị, hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Tất cả chúng ta cùng hướng về phía trước, cùng lan tỏa vòng tay yêu thương để cùng hỗ trợ, chở che, giúp đỡ cho thật nhiều mảnh đời bất hạnh, những trẻ em mồ côi để các em có cuộc sống tốt đẹp hơn, cùng hướng tới tương lai tươi sáng hơn. Và ngay bây giờ chương trình sẽ được chuyển sang phần trao học bổng cho các con. Và sau đây xin mời 30 trẻ em được nhận học bổng từ quỹ Tiếp Bước
cho trẻ đến trường của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 30 trẻ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Xin được trân trọng kính mời bà Trương Thị Thu Thủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Gia đình Xã hội Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời bà Doãn Thị Nguyệt, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ lên trao học bổng và quà cho các con. Chúc mừng cho các con đã được nhận học bổng. Kính thưa quý vị và các bạn, và trong chương trình ngày hôm nay, Viettel Hưng Yên dành tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 10 cháu có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta cùng chúc mừng cho các con đã được nhận quỹ học bổng của Viettel Hưng Yên. Kính thưa quý vị và các bạn, và nhân dịp này, một số công ty, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân cũng đã đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh để tổ chức chương trình giao lưu. Và sau đây, xin mời các đơn vị cùng lên trao ủng hộ chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình ngày hôm nay được tổ chức cũng nhằm mục đích tôn vinh và tri ân những doanh nghiệp, những nhà hảo tâm, những mẹ đỡ đầu tiêu biểu đã có những tấm lòng thơm thảo và sự giang tay hỗ trợ cho nhiều mảnh đời không may mắn. Họ có thể là một cá nhân hay một tập thể, đều là người mẹ thứ hai, vừa là điểm tựa vững chắc, vừa có phần thắp sáng tương lai cho các em. Và mỗi một số phận bất hạnh được đỡ đầu là một tương lai tươi sáng được mở ra. Và sau đây, chúng tôi xin được trân trọng mời lên sân khấu những mẹ đỡ đầu tiêu biểu và một số doanh nghiệp đã tài trợ cho chương trình ngày hôm nay để nhận tri ân từ ban tổ chức. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất, gửi lời tri ân tới các mẹ đỡ đầu tiêu biểu, tới các đơn vị, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã đồng hành với các con trong suốt thời gian qua với chương trình Mẹ Đỡ Đầu. Kính thưa quý vị, chương trình giao lưu đầy ý nghĩa của chúng ta đã đi đến hồi kết và những yêu thương thì cũng đã được sẻ chia và lan tỏa trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi mong rằng tinh thần lan tỏa đó sẽ mãi mãi về sau để nhiều hơn nữa những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh được sẻ chia để các em vững bước tiến vào tương lai. Và một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn sự có mặt của các quý vị đại biểu khách quý, đại diện của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các mẹ đỡ đầu và sự theo dõi, ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.